Nó túm gọn lại là thì những mình cái trồng chia cái sẻ cây ngày câu hôm á, nay là đến nó đây có là dừng bầu lại tại đây nha nó mọi sẽ người. tốt hơn cái cây mà Thì không cũng có chia bầu sẻ nha mọi lại người. cách mình trồng cái cây câu Xin chào mà tất cả cái mọi ruộng người, đã được cải tạo. Hôm thì cũng nay chia sẻ lại cho mọi là người tham khảo. Mọi người lướt qua cái cho mình thứ xin một lượt thứ đăng ký ba kênh nha mọi người. mình trồng Mình cái cảm ơn mọi người câu rất là mà theo nhiều cái và kiểu hẹn mọi người ở là những câu cái rút video á, mà trồng câu không tiếp có theo. bầu á, Chia sẻ thì cũng quá có trình một số mà anh nó chị phát mới triển nói cho mình mình là quay lại coi cái câu của nó phát triển như thế nào, nó có chào và bị hẹn gặp héo hay lại không nha. á. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Và những anh chị hỏi mình là nên trồng cái loại câu có bầu hay là câu không có bầu thì tốt á. Thì bây giờ mình sẽ quay cho mấy anh mấy chị xem nhé. Thì đây là những cây câu mà mình trồng có bầu. Đây mọi người. Mình bứng nó có bầu nha. Tuy là bầu nó không lớn lắm nhưng mà vẫn có bầu nha mọi người, vẫn có đất. Thì mọi người nhìn nè, cây câu nó rất là khỏe nha. Cây câu nó vẫn tươi tỉnh. Cho dù là mình trồng hôm nay là ngày thứ ba rồi đó, không có giọt mưa nào hết trơn, không có nước, nhưng mà cây câu thì nó vẫn là tươi tỉnh nha mọi người. Và đây là những cây câu mà không có đất, câu dạng như là câu mình rút á, giống như cái video ngày hôm qua mình chia sẻ đó mọi người đó. Thì đây mọi người, đây đây là những cây câu mà mình rút lên nhé. Thì nó có tình trạng là nó yếu cây đó mọi người, nó yếu, nó cái tàu của nó mình phải cột lại, mình cố định là đó, nó không là nó hơi bị siêu siêu. Thì qua đây thì mình cũng trả lời luôn là nếu như mà mình trồng á mà nó có bầu được thì nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Bầu thì không cần to đâu, còn không có bầu mình trồng nó vẫn sống, nhưng mà mình trồng vào mùa mưa nha, trồng vào thời tiết nó mưa nó mát mẻ thì mình trồng nó không bầu cũng vẫn ok. Cái mà trồng nó không có bầu á, trồng dạng như là cái câu rút giống như mà hôm qua mình chia sẻ cho mọi người xem á, thì cái đó nó thích hợp cho mình trồng ở những cái địa hình mà nó xa xôi á. Mình kiểu như là mình dễ dàng mình vận chuyển đó mọi người, thì rất là tốt. Là tại vì sao? Tại vì là nó giảm bớt cái chi phí công cán á. Đây mọi người, còn những cây câu mà nó có bầu thì rất là khỏe mạnh nha. Cho nên nó là nó túm gọn lại là mình trồng cái cây câu á, nó có bầu là sẽ tốt hơn cái cây mà không có bầu nha mọi người. Nó sẽ tốt hơn là cho dù cái bầu nó nhỏ thế này thôi, nhưng mà nó vẫn cây câu nó vẫn khỏe hơn nha mọi người. Chứ cũng không nên trồng cái bầu nó to quá nha. Trồng cái bầu nó to quá cái câu nó không kém phát triển chứ không có tốt gì đâu. Nhưng mà có bầu thì nó sẽ tốt hơn là không có bầu. Đây, đây chính là cái giải pháp cho mùa khô hạn, mùa nắng nha. Thì đây là chuối đó mọi người, mình trồng xen kẽ vô nhé. Mình trồng xen kẽ vào thì tới mùa nắng á, thì cây từ hôm nay là bắt đầu mùa mưa nè, mình trồng chuối tới mùa nắng thì cây chuối này cũng phát triển lên, nó cũng có tàu có lá, nó cũng che được một phần nào cây câu mình, nó cũng phát triển rồi đó mọi người. Cho nên mình trồng cây chuối vào thì nó sẽ rất là tốt nha mọi người. Vài hôm nữa mình sẽ đi tới một cái khu vườn mà người ta đầu tư vô, người ta làm, người ta trồng chuối rất là nhiều trước khi người ta trồng câu nha. Và cái vấn đề thứ hai là mọi người hỏi mình là nên trồng cái cây câu giống là câu nhỏ hay là câu nó đã lớn rồi. Thì đây là cây câu này, cao tầm 2 mét đó mọi người. 2 mét nè. Câu này là to tầm 2 mét nha. Và cái cây câu nhỏ là cây câu như thế này đây, đây. Thì cũng tùy thuộc vào cái mỗi cái địa phương nữa nha mọi người. Chứ không phải không thể nói là trồng cái nào nó hiệu quả hơn cái nào thì mình cũng khó nói lắm. Nếu như mà mọi người chăm sóc tốt á, cái địa phương của mọi người là nó ít gió vào mùa mưa á, thì trồng cái cây to này nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ nhanh ăn hơn thì nhưng mà bù với lại nhưng mà nhược điểm của nó là khi mình trồng cái cây cao mà nó cao như thế này á, thì nhược điểm của nó là nếu như mà có gió đó mọi người thì nó sẽ lung lay nha, lắc cây á, thì cái tàu nó gãy đồ này kia thì cũng không có tốt đâu. Đây mọi người xem nè, đây toàn bộ là mình trồng cái câu lớn này, câu 2 mét á,
2 mét trở lên đó mọi người. Và mình xen kẽ vô là những cây câu nhỏ như thế này nha. Đó, mọi người nhìn nè. Mình có xen kẽ cây cách cây nè. Nè, mình xen kẽ hết vào. Thì đó là tùy thuộc vào cái ở địa phương của mọi người. Mọi người muốn trồng câu cao hay là câu thấp thì đó là cũng tùy theo cái giá tiền nữa nha mọi người. Tiền nhiều thì cây câu nó mình mua mới được cây câu to nha. Còn mà chứ không phải là mình thích là được đâu mọi người ạ. Còn riêng bản thân của mình á, thì mình thích trồng cái cây câu mà nó đã bự như thế này nè. Đây, cây câu bự như thế này mình trồng rất là khỏe nha mọi người. Đó, nhanh ăn nè. Còn mình trồng cái cây câu nhỏ này nè, ưu điểm của nó là mình trồng nó dễ sống hơn. Cho dù có gió gì nữa thì nó cũng vẫn là, cho dù mà nó, nói chung là nó dễ làm hơn cây lớn. Gió lắc đồ nó cũng không ăn thua đâu. Thời tiết mà mình trồng theo kiểu mà không có bầu thì cây nhỏ này nó vẫn dễ sống hơn nha mọi người. Mình nhổ nó lên á, mình rút mình ươm với cát, với đất á, mình nhổ lên á thì nó không còn miếng đất, miếng cát nào á, thì nó cũng vẫn dễ sống hơn nha. Thì video ngày hôm nay thì cũng dừng tại đây nha mọi người. Hôm nay thì mình cũng lo mình trồng mấy cây chuối nè, cho nên cũng không có quay được nhiều cho mọi người xem và cập nhật cái giá câu luôn nha mọi người. Giá câu ngày hôm nay thì xuống ở khu vực của mình cũng giảm rất là sâu nha, từ 80 mấy mà giờ còn có 72 tới 74 ngàn tùy theo khu vực nha mọi người, ở Quảng Nam của mình đó. Mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha.